Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Trong video giới thiệu về những cây đàn piano cơ xinh đẹp đến từ Nhật Bản hôm nay, Tuấn Lưu Piano trân trọng giới thiệu tới quý vị một cây đàn piano cơ với model là Yamaha U3M. Đây, như quý vị có thể nhìn thấy trên hình ảnh, cây đàn đã được chúng tôi vệ sinh sạch sẽ và đang ở cửa hàng của Tuấn Lưu Piano. Có thể nói rằng hình thức cây đàn còn rất mới, một cây đàn còn nguyên bản 100%, nhưng nước sơn của cây đàn còn rất mới, bóng, đẹp. Từ các phần bản lề đồng, quý vị có thể thấy rằng cái màu vàng ươm vẫn còn nguyên bản, rất đẹp, bóng đến soi gương được. Nhìn phía ngoài hình thức, đây chúng ta có thể nhận thấy cây đàn này là cây đàn với kích thước là size 3, chiều cao là 1m31 và chiều dày của đàn khoảng 65cm. Đây, tôi mở phần bên trong máy để quý vị có thể nhìn thấy U3M series 3,5 triệu. Đây, phần máy của cây đàn, từ phần búa quý vị có thể thấy rằng còn rất mới. Nếu mở đàn ra, quý vị có thể cảm nhận thấy, nếu ở gần đàn có thể cảm nhận thấy được cái mùi thơm của gỗ, các cái cấu tạo bên trong của phần thân đàn, phần máy đàn rất là thơm. Điều này chứng tỏ cây đàn được sử dụng ở bên Nhật Bản và được giữ gìn rất tốt. Để nói về dòng U3M, đây là một trong những cây đàn để chúng ta có lẽ rằng nhiều người Việt Nam không biết đến, nhưng nó là cái mẫu đàn, cái model đàn kế tiếp ngay sau series U3H nổi tiếng. Như chúng ta đã biết rằng U3H, series U1H, U2H, U3H được sản xuất kéo dài từ năm 1971 đến năm 1981, trong 10 năm, và series cao nhất là 3,2 triệu. Và hết cái series U3H thì chúng ta sẽ tiếp tục sang series U1M, U2M và U3M. Và cái model U3M này được sản xuất trong thời gian cũng không dài quý vị ạ, chỉ đến năm 1982 là đã dừng cái model U3M này rồi. Và cái model dòng U3M có cái số series từ 3,2 triệu đến 3,5 triệu, 325 đến 358 quý vị ạ. Và như cây đàn này, đây là một trong những cây nằm ở trong cái số cái series đàn cuối cùng của U3M. Và một lát nữa thôi, Mr. Tuấn Lưu sẽ test thử âm thanh để quý vị nghe. Âm thanh cây đàn này rất hay. Tại sao âm thanh của U3M lại hay? Tất nhiên là khi nói đến U3M thì chúng ta lại phải lưu ý rằng những cây đàn phải được chọn lựa ở chất lượng tốt nhất. Đó, với Tuấn Lưu Piano thì tất cả những cây đàn chúng tôi giới thiệu, cái từng cái model một thì đều là ở cái phân khúc chất lượng tốt nhất trong cái model đó. Và hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị một cây U3M này, cũng là một trong những cây đàn mà có cái chất lượng âm thanh cũng như toàn bộ phần thân máy còn rất mới. Có thể nói đánh giá là đây là một trong những cây đẹp nhất của dòng U3M. Âm thanh nghe rất hay và dễ chịu. Và với những cây đàn U3M mà chất lượng thực sự tốt thì nó có một sự khác biệt so với U3H. Khác biệt rất nhiều quý vị ạ. Âm thanh của U3M lúc này nghe đã, tiếng đàn đã bắt đầu có cái cảm giác là nó có lõi, nó có cái độ chắc, độ tròn, độ ấm. Và khi nghe tiếng đàn, những người nghe đàn chuyên nghiệp sẽ cảm nhận rất rõ điều này. Và nếu như quý vị là những người không chuyên thôi, nhưng quý vị nghe, quý vị cũng sẽ cảm thấy nó có sự khác biệt với những cái dòng trước đó, cụ thể là như tôi vừa đang nói đến U3H. Và kích thước của U3M thì cũng bằng với U3H, tất cả kích thước như nhau, nhưng chất âm của U3M thì hay hơn một bậc. Chính vì thế U3M hiện tại như Tuấn Lưu Piano đang phân phối trong thời điểm năm nay là với giá là 60 triệu, và chất lượng đàn ở mức độ là tốt nhất của U3M. Để nói về đặc tính kỹ thuật của U3M thì chiều cao của U3M là 1m31, chiều dài của đàn là 1m54 và chiều ngang là 65cm, và độ nặng của đàn là 248kg. Như vậy ta thấy cây đàn này đã có một cái chiều rộng nó nhích nhỉnh hơn dòng U3H khoảng 2-3cm. Và cái trọng lượng của nó đã nặng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cái điều mà tạo nên cái sự khác biệt của U3M. Đó là cái âm thanh của U3M đã có sự ấm áp và nghe nó tròn, nó chắc hơn. Bởi vì cái chất liệu gỗ ở trong cây đàn này sử dụng nó cũng có những cái chất liệu khác, và nó có độ nặng, nặng hơn cả U3H. Sở hữu những cái ưu điểm của series U3 được thiết kế theo cái định hướng của đàn cao cấp của Yamaha, U3M là một trong những cái mẫu đàn được đánh giá cao của cái thương hiệu này.
Các vật liệu và công nghệ làm đàn đều đạt tới cái độ tinh xảo, đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe nhất của ngành sản xuất piano. Và chỉ 10% vật liệu do Yamaha thu thập được đưa vào sản xuất và nhằm đảm bảo chất lượng tuyệt hảo tới người chơi. Khung kim loại của cái dòng đàn này thì được thiết kế theo công nghệ Vipro chứa danh của hãng Yamaha, với độ chính xác cao hơn và vẻ ngoài nhìn bắt mắt đẹp hơn. Còn bộ cơ của đàn thì được áp dụng công nghệ Aluminum Action Range giúp tăng cái độ bền và độ nhạy cảm với lực ấn của ngón tay. Các cái bộ phận quan trọng nhất của Yamaha UBM như là bảng cộng hưởng và phím đàn đều được chế tác từ gỗ vân sam cao cấp. Đây là một cái loại gỗ nhẹ, cứng nhưng đủ dẻo dai trước các tác động vật lý từ bên ngoài. Từng phím đàn đều được gọt giũa thủ công từ bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công Nhật Bản và trải qua nhiều cái giai đoạn kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cái độ đồng đều tuyệt đối. Sau đây xin mời quý vị nghe Mr. Tuấn Lưu test một chút âm thanh của cây đàn này. Nếu như quý vị nghe trực tiếp, quý vị sẽ còn thấy nó còn hay hơn nữa, nó còn ấm áp hơn nữa. Xin mời quý vị cùng nghe. Trên đây quý vị vừa theo dõi Mr. Tuấn Lưu giới thiệu về cây đàn Yamaha UBM. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về các loại đàn piano cơ cũng như muốn được tư vấn cụ thể chi tiết nhất, xin mời quý vị hãy liên hệ với Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị một cách tốt nhất. Quý vị không cần biết một chút nào về đàn, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị. Tại kho đàn của Tuấn Lưu Piano, chúng tôi luôn luôn duy trì hơn 100 cây đàn. Chúng tôi cam kết chất lượng đàn là tốt nhất, giá thành hợp lý, không đắt nhưng cũng không rẻ, tiền nào của nấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Tuấn Lưu Piano, kho đàn chuyên piano cơ lớn nhất miền Bắc. Không cam kết bán đàn piano cơ giá rẻ nhất, nhưng chúng tôi cam kết bán đàn piano cơ đã qua sử dụng từ Nhật Bản,
có chất lượng tốt nhất.